Sự kiện lịch sử, Nguyễn Huệ lên ngôi, chuẩn bị đánh ra Thăng Long. Để lấy danh nghĩa chính thống trước khi ra Bắc đánh đuổi quân Mãn Thanh, Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi hoàng đế. Nguyễn Huệ tức tốc cho lập đàn Nam giao ở núi Bân cạnh núi Ngự Bình làm lễ tế trời đất, tuyên bố lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung nghĩa là ánh sáng ở trung tâm, nhằm vào ngày 25 tháng 11 năm mậu thân ngày 22 tháng 12 năm 1788 dương lịch, chiếu lên ngôi của vua Quang Trung viết: Nước Việt ta từ đời Đinh, Lê, Lý Trần gây dựng ra nước cho đến ngày nay, thánh minh giấy lên không phải là một họ, nhưng thịnh suy, dài ngắn, vận mệnh do trời, không phải sức người tạo ra được. Trước đây nhà Lê mất chính quyền, họ trịnh và cựu Nguyễn chia bờ cõi. Hơn 200 năm nay, kỳ cương rối loạn, vua Lê chỉ là hư vị, cương thần tự ý vun trồng, riêng mối của trời đất một phen rơi xuống không nâng lên được, chưa có lúc nào hư hỏng quá như lúc này vậy. Và lại mấy năm gần dây, Nam Bắc gây việc binh đao, nhân dân rơi vào chốn bùn than chấm hai lần gây dựng họ lê thế mà tự quân họ lê không biết giữ xã tắc bỏ nước đi bồn vong sĩ dân bắc hà không hướng về họ lê chỉ trông mong vào chấm về phần đại huynh nguyễn nhạc có ý mỏi mệt tình nguyện giữ một phủ quy nhơn tự nhún xưng là tây vương mấy nghìn dặm đất về phương nam thuộc hết về chấm chấm tự nghĩ tài đức không bằng người xưa mà đất đai thì rộng nhân dân thì nhiều ngẫm nghĩ cách thống trị lo ngay ngáy như dây cương mục chỉ huy sáu ngựa nay xem khí thần rất hệ trọng ngôi trời thật khó khăn Chấm chỉ lo không khan nổi, nhưng ức triệu người trong bốn bể đều súng quanh cả vào thân chấm, đó là ý trời đã định, không phải do người làm ra. Chấm nay ứng mệnh trời, thuận lòng người không thể khăng khang cố giữ sự khiêm nhường. Chấm chọn ngày 22 tháng 11 năm nay lên ngôi thiên tử, đặt niên hiệu là Quang Trung năm đầu, truyền bảo cho trăm họ muôn dân phải tuân theo giáo lệnh của nhà vua. Nhân nghĩa, trung chính là đạo lớn của người, chấm nay cùng dân đổi mới, vâng theo mưu mô sáng suốt của vua thánh đời trước, lấy giao hóa trị thiên hạ, chéo ngược giờ chéo ngược giờ. Một giai thoại được truyền lại về việc Quang Trung lập kế để động viên quân sĩ trước khi ra quân đánh quân Thanh tại lễ đăng quang ở Phú Xuân. Sau lúc làm lễ, Quang Trung sai mang đến cái mâm trên để các đồng tiền, có phủ vài điều, rồi tuyên bố với quân sĩ: Ba quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả 200 đồng tiền này đều sấp, thì đó là điểm trời báo chúng ta đại thắng. Ngược bằng, có đồng ngửa, thì đó là đại sự của chúng ta có điều chắc trở. Nguyễn Huệ chấp tay khấn vái, rồi bưng mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi hất tung xuống sân. Quân sĩ thấy các đồng tiền nhất loạt đều sấp, gieo hò mừng rỡ, tin chắc trận này Gia Bắc sẽ đánh thắng quân thành. Kỳ thực, Nguyễn Huệ đã ngầm sai người đúc 200 đồng tiền mà cả hai mặt đều là mặt sấp.